bạc ái yêu thương sẻ chia cho người mến yêu này, người không cô đơn đôi tay gầy sẻ chia tấm bánh chào nhau manh áo ấm. Trước khi chúng ta bước vào thánh lễ Kinh Thánh Martino hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu. Trên trang của thánh chúng ta thấy hai anh em linh mục chúng tôi, và đồng thời chúng ta còn có cha Vinh Sơn Vũ Bá Quý là cha đặc trách ban Caritas của giáo hạt Tân Sơn Nhì chúng ta. Chúng ta vỗ một tràng tay chúng ta chúc mừng ngài. Và bên cạnh nữa có cha Mikae Trương Thanh Tâm là cha phụ trách tập huấn cho Caritas của giáo phận của chúng ta ở thành phố cũng về đây để dâng lễ chúng ta hôm nay. Chúng ta bỗ một tràng tay chúng ta chúc mừng ngài. Chúng tôi cũng được xin chúc mừng đến đại diện của ban Caritas, chắc là có các sơ nữa, với lại có các anh chị em ở trên giáo phận cũng như trên giáo hạt, đại diện các giáo xứ lân cận đây. Chúng ta còn đến để chung vui với cộng đoàn giáo xứ chúng ta, và có nhiều quý quan khách hôm nay cũng được mời đến tham dự thánh lễ. Chúng ta vỗ một tràng tay chúng ta xin chúc mừng. Và đồng thời chúng ta cũng chúc mừng cho tân ban đại diện của ban Caritas giáo xứ chúng ta, cũng như của những anh chị em mà hôm nay chính thức được gia nhập ở trong ban Caritas của giáo xứ. Xin cộng đoàn vỗ một tràng hóa thành. Và xin chân thành cảm ơn quý tu sĩ, quý ông bà và anh chị em chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay, để chúng ta cầu nguyện cho ban Caritas của giáo xứ mỗi ngày mỗi thăng tiến, hoạt động tông đồ bác ái của giáo xứ chúng ta được đón nhận được nhiều ơn Chúa, để qua đó chúng ta tiếp tục ra đi. Chúng ta do đắc tình thương nơi gương thánh Martino mà hôm nay chúng ta mừng kính. Ở đây chúng ta bước vào phần thánh lễ để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho đà dân đưa thánh tu sĩ Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hương nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia, Đức Chúa phán thế này: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải như thế sao? Mở miệng xiềng xích tàn bạo, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi công cùng, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Đó là lời Chúa. Lòng con chẳng tự cao.
Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trúng trẻ xoan xoan. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt trên với dê. Người để chiên đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thờ hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đã đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc mình trần mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa yếu đau hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe sách tiên tri Isaia do bà cô Thắm đại diện ban Caritas, bà cũng là trưởng ban Caritas nhiệm kỳ trước. Và bài đọc thứ hai ông Dũng đại diện giáo khu Martino thuộc giáo họ Lộ Đức lên công bố với chúng ta. Trong thư Corinto chương 13 bài ca Đức Ái. Vì thế mà tôi xin lỗi chưa giới thiệu giáo khu Martino của giáo họ Lộ Đức với cộng đoàn. Xin lỗi và xin cộng đoàn có một tràng tay chúng ta chúc mừng cho giáo khu Martino. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chúc mừng cho tất cả những ai mang danh hiệu là Martino, chắc có ít nhiều các ông, các anh em trong cộng đoàn của chúng ta đây. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, có lẽ một số người trong chúng ta đã có dịp đi đến thăm đền thánh Martino tại Hố Nai, là một nơi mà rất nhiều anh chị em tín hữu đến để cầu nguyện, để xin ơn với thánh Martino. Một bức tượng thánh Martino rất lớn, và gần đấy chúng ta thấy không phải là hàng trăm mà tôi nghĩ là có tới cả ngàn ghế, cái ghế đá có những cái bảng tạ ơn. Tạ ơn bởi vì lời bầu cử của thánh Martino dâng lên Chúa đã được Chúa nhận lời. Để tấm bảng tạ ơn đó không những những anh chị em ở trong nước mà nhiều Việt kiều nữa. Điều đó cho chúng ta thấy ngày hôm nay lời cầu nguyện của thánh Martino mà mỗi người chúng ta cầu xin với thánh nhân để xin Chúa chúc phúc nhận lời, chắc chắn chúng ta tin rằng đã có rất nhiều người được đón nhận những ân huệ đó. Thế nhưng mà tôi vẫn tự hỏi một câu là không biết có biết bao nhiêu người đến xin khấn như thế, thì có mấy người xin với thánh Martino: xin cho con có một tấm lòng vàng như thánh nhân, xin cho con lòng yêu mến anh chị em
và nhất là chúng con có lòng quảng đại bao dung để sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cho anh chị em nghèo khó trong hoàn cảnh sống, trong môi trường sống của chúng con theo gương Thánh Martino. Và từ đó tôi nghĩ đến một cái câu ngạn ngữ mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã nói, đã nghe: không ai nghèo khó đến nỗi không có gì để cho người khác, và không ai giàu có đến nỗi không cần sự đón tiếp, sự giúp đỡ của bất cứ ai dành cho mình. Bởi vì chúng ta cứ nhìn vào lại cuộc đời của Thánh Martino, mà trước thánh lễ chúng ta nghe đại diện của giáo họ Martino, giáo khu Martino cũng đã công bố để chúng ta lắng nghe và nhớ lại cuộc đời của một con người sống cách chúng ta khoảng 500 năm. Một vị thánh nhân sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Thế nhưng mà ngay trong cái nghèo đó, thánh nhân đã đón nhận ơn Chúa và đã chia sẻ cho những người nghèo hơn mình. Sử liệu có ghi lại rằng ngay từ khi còn bé, mỗi lần đi chợ, Thánh Martino đã dành một chút cái gì đấy của gia đình mình, của mình để chia sẻ cho người nghèo hơn mình. Rồi lớn lên một chút, được học cái nghề hớt tóc và cái nghề y tá, thánh nhân đã dùng tất cả những cái khả năng của mình, khả năng giới hạn đó để giúp đỡ cho những người ở chung quanh vùng đó, bởi vì dân Peru ngày xưa chắc là nghèo lắm. Thế nhưng mà những người nghèo đó đón nhận được cái tình thương của một con người nghèo, chắc chắn nhiều người tạ ơn Chúa, và qua đó cũng là một cách để cao rao quyền năng của Chúa cũng như làm chứng tá cho Chúa. Đồng thời Thánh Martino làm tất cả những công việc đó không chỉ là về cái khả năng của mình, mà tất nhiên luôn luôn sống đời cầu nguyện, đặc biệt là có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính nhờ ân sủng qua bí tích Thánh Thể cũng như lời cầu nguyện của Thánh Martino mà Chúa đã chúc phúc để những cái công tác bác ái, yêu thương, phục vụ những anh chị em nghèo, những người khó chung quanh đấy đã làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn và làm cho con người Thánh Martino được mọi người quý mến. Năm 15 tuổi đi tu, ban đầu cũng chỉ mong ước để làm người giúp việc cho nhà dòng. Sau một thời gian được cha bề trên nhận xét thấy ngài có lòng thành tâm thiện chí, cho nên nhận ngài là một trợ sĩ, chỉ là những công việc rất nhỏ bé như chúng ta đã nghe: canh cổng, làm vườn, làm bếp, hoặc là chăm sóc bệnh nhân các thầy ở trong dòng may vá, vân vân. Rồi sau này những lần đi chợ thấy những anh chị em nghèo khó, kể cả cùi hủi, ngài đã cõng về nhà dòng để biến một cái góc nhà dòng trong cái vườn đó trở thành cái trạm xá để phục vụ anh chị em nghèo khó. Sư liệu cũng kể rằng có nhiều khi chỉ bằng một ly nước đã, thế nhưng mà ngài cầu nguyện mà ngài đã có thể chữa bệnh đến nỗi người ta nhận ra ngài đã làm phép lạ ngay khi còn sống. Một tấm lòng vàng như thế, cho nên Thánh Martino đã làm cho rất nhiều người nhận biết Chúa qua chính đời sống yêu thương phục vụ của mình, phục vụ với tư cách của một người nghèo. Và đấy chính là điều mà giáo hội hôm nay mong ước chúng ta hãy noi gương Thánh Martino trong hoàn cảnh giới hạn của mình. Chúng ta cũng trở thành những Martino khác nếu mà chúng ta có một tấm lòng vàng để chúng ta biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương anh chị em chúng ta. Hôm nay Ban Caritas của giáo xứ nhận Thánh Martino làm thánh bổn mạng. Chắc chắn bất cứ đoàn thể nào hoặc là bất cứ Ban Caritas nào, cho dẫu chúng ta khởi đi cũng bắt đầu từ những sự đóng góp nhỏ bé của những anh chị em thiện chí. Hơn thế nữa, Ban Caritas cũng đón nhận biết bao nhiêu tấm lòng hảo tâm của giáo xứ để mỗi năm có rất nhiều chuyến công tác. Có những anh chị em nghèo khổ hơn ở vùng sâu vùng xa, Ban Caritas cố gắng thay mặt cho giáo xứ để đến với anh chị em. Có những anh chị em cùi hủi, có thể nói là có những nỗi đau về vật chất, về thể lý, mà cả nỗi đau về tinh thần, được Ban Caritas đến để an ủi, để chia sẻ. Và ngay cả những cụ dưỡng lão trong sự cô đơn, trong cái tuổi già sức yếu, được Ban Caritas đến để thăm viếng, chia sẻ những cái bữa cơm rất thân thương, rất đời thường và rất nhỏ bé thôi, thế nhưng mà đến chất chứa bằng tình yêu thương theo gương Thánh Martino. Rồi hôm nay chúng tôi mong ước cộng đoàn cầu nguyện cho Ban Caritas và mong ước càng ngày càng có thêm nhiều anh chị em tham gia Ban Caritas. Hay là nếu không tham gia cụ thể trực tiếp, ít nhất cái tinh thần của Ban Caritas, đó chính là cái tinh thần của Thánh Martino. Chúng ta là những người nghèo, chúng ta là những người giới hạn về mọi phương diện. Chúng ta hãy đến với những anh chị em còn nghèo hơn chúng ta nữa, còn khổ hơn chúng ta nữa. Đó là những cái mảnh đời mà cần được sự giúp đỡ cách này cách khác, để qua nghĩa cử ba cái chia sẻ yêu thương, tức là qua cái tấm lòng chúng ta cảm thông, nâng đỡ, yêu thương chân thành, cùng cầu nguyện cho anh chị em ta. Chúng ta đang là hiện thân của những Martino khác trong chính cuộc đời của chúng ta cũng như anh chị em chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta để gương thánh Martino, một vị thánh của thời đại chúng ta hôm nay, bởi vì có thể nói tại giáo phận chúng ta cũng như các giáo phận tại Việt Nam chúng ta hình thành Ban Caritas. Chúng ta chắc chắn rằng tất cả những giáo xứ có những công tác của Ban Caritas cũng như những công tác bác ái yêu thương của mỗi người Kitô chúng ta, bởi vì đạo của chúng ta là đạo tình yêu. Chúng ta nhớ lấy bài tin mừng hôm nay, cái ngày chúng ta trở về với Chúa, cái điều mà Chúa xét xử ta vì tình thương, mà nhiều tình thương mà chúng ta không nhớ. Những gì chúng ta làm cho anh chị em nhỏ bé nhất, chúng ta làm cho chính Chúa. Và có lẽ anh chị em nhỏ bé đang cần chúng ta giúp đỡ chia sẻ hôm nay chính là các linh hồn. Chúng ta bước sang tháng các linh hồn. Các linh hồn đang chờ đợi chúng ta là những việc bác ái, dâng lễ cầu nguyện để xin Chúa thanh tẩy các ngài, để các ngài sớm về với Chúa. Và trong mọi công tác bác ái, trong mọi điều mà chúng ta có thể làm cho anh chị em chúng ta, nhất là cho các linh hồn, đó chính là những cái chia sẻ thân thương của chúng ta đối với anh chị em xung quanh. Những cái cử bác ái yêu thương đó chính là cái cách cầu nguyện tốt nhất để giúp đỡ và thanh tẩy cho các linh hồn. Bởi vì bác ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi cho chúng ta, cũng như thanh tẩy các linh hồn để các linh hồn sớm về với Chúa và trở thành các thánh. Chắc chắn các thánh sẽ bầu cử cho chúng ta. Trọng kính cha chánh xứ, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn, Ban Caritas giáo xứ Tân Việt chúng con chính thức thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2012. Nhiệm kỳ đầu tiên năm 2012-2015 với số thành viên ít ỏi gần 40, nhưng chỉ có ít thành viên được công nhận là Caritas của Tổng giáo phận. Cho đến nay, tổng số thành viên hơn 65 anh chị em, hầu hết đã được công nhận là thành viên của Caritas Tổng giáo phận. Nay, thay mặt cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, con xin được công bố quyết định bổ nhiệm Ban nhiệm kỳ mới 2015-2018 của cha chánh xứ Đa Minh Vũ Ngọc Thủ bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ mới 2015-2018 gồm các thành viên như sau: chị Maria Phạm Thị Hiền, trưởng ban; anh Anton Nguyễn Chí Hảo, phó ban; anh Đa Minh Bùi Văn Tâm, phó ban; chị Maria Phạm Thị Thúy Kiều, thư ký; chị Maria Nguyễn Thị Hồng, thủ quỹ. Nhiệm vụ và quyết định: Ban Caritas Giáo xứ Tân Việt có nhiệm vụ cộng tác với cha chánh xứ và hội đồng giáo xứ thi hành công tác bác ái của giáo xứ. Anh chị em thân mến, trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ mọi Kitô hữu: bản chất sâu xa nhất của hội thánh được diễn tả qua ba nhiệm vụ: loan báo lời của Thiên Chúa, cử hành các bí tích và thi hành tác vụ bác ái. Những nhiệm vụ này bao hàm lẫn nhau và không thể tách rời. Đối với hội thánh, bác ái không phải là một thứ hoạt động trợ giúp xã hội mà ta cũng có thể để lại cho người khác làm, nhưng thuộc về bản tính của hội thánh, một lối diễn tả không thể thiếu của bản chất hội thánh. Hội thánh là gia đình của Thiên Chúa trong trần gian. Trong gia đình này, không phải ai đã chịu đau khổ vì thiếu cái cần thiết của sự sống. Đồng thời, Caritas Agape trải rộng vượt qua biên giới của hội thánh. Dẫu ngôn người Samaritano nhân hậu vẫn là một chuẩn mực đối với chúng ta để bày tỏ tình yêu phổ quát đối với những người thiếu thốn mà chúng ta tình cờ gặp gỡ. Dù họ là ai đi chăng nữa, không hề giảm giá trị của giới luật này về tình yêu phổ quát. Hội thánh cũng có một trách nhiệm đặc biệt trong gia đình hội thánh: không ai phải chịu đau khổ vì thiếu thốn. Các ông bà, các anh chị là những người tiên phong của giáo xứ công khai bày tỏ lòng nhiệt thành cộng tác với cha chính xứ trong sự dấn thân thi hành bác ái của giáo xứ. Phần tuyên hứa: anh chị em sẵn sàng lãnh nhận nhiệm vụ sắp được giao phó không? Thưa, sẵn sàng. Anh chị em sẵn sàng tuân theo tinh thần Caritas của hội thánh, của giáo phận, của giáo xứ để dấn thân cho hoạt động bác ái Kitô giáo, sống yêu thương, tôn trọng những khác biệt, phục vụ mọi người, đặc biệt với gương thánh Martino, phục vụ những người nghèo khó và bị bỏ rơi không? Thưa, sẵn sàng. Anh chị em sẵn sàng giữ sự hiệp nhất yêu thương và được sai đi để phục vụ không?
Thưa sẵn sàng. Với những ước muốn và lòng nhiệt huyết của anh chị em trong trách nhiệm là linh mục chính xứ của anh chị em, tôi tuyên bố anh chị em chính thức là thành viên Caritas của giáo xứ. Giờ đây, linh mục chánh xứ sẽ lấy ngọn lửa từ cây nến phục sinh và trao cho các thành viên mới của Caritas như dấu chỉ được sai đi để đem ánh sáng bình an, bác ái và yêu thương đến cho những người cùng khổ. Đâu có tình yêu thương các thành viên quỳ và đọc lời nguyện lên đường. Xin cộng đoàn cũng hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em trong tân ban đại diện Caritas của giáo xứ Tân Việt. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã sai các môn đệ từng hai người một đến các làng mạc loan bao tin mừng sự sống và tình thương. Chúa truyền cho các ngài không mang theo mỹ tiền của, nhưng lại ban cho các ngài quyền trên các thần ô uế và bần tật. Ngày hôm nay, Chúa cùng sai chúng con đến với những người anh em đau khổ tật nguyền. Xin ơn năn lòng chi mọi người chúng con, giống như con tim đầy lòng trắc ân của Chúa. Xin cho chúng con luôn tin thác nhìn về phía trước, để bàn tay yêu thương của Chúa dẫn đưa. Xin đừng để chúng con xa vào cạm bẫy của cái vật chất, danh vọng quyền lực, nhưng cho chúng con trung thành với sư phụ Chúa trao, dân thân phục vụ cho tin mừng cứu độ của Chúa và cho sự sống của mọi người anh em đồng bào và đồng loại trong xã hội đất nước cùng thế giới hôm nay. Amen. Phần thứ tư, cha chánh xứ trao trách nhiệm. Xin mời các thành viên đứng. Anh chị em thân mến, người tham gia hoạt động Caritas là người sống mầu nhiệm tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa để tìm được năng lực từ nơi Chúa Cha, sự phục vụ như Chúa Kitô, sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự hợp thông với giáo hội. Vì là tổ chức của giáo hội nên Caritas hoạt động trong sự liên kết và chấp thuận của các giám mục. Caritas có nhiệm vụ trợ giúp, thúc đẩy và kiện toàn các hoạt động bác ái của cá nhân, đoàn thể, tổ chức ở cấp độ giáo xứ trong tổng giáo phận. Anh chị em hãy nhớ, hoạt động bác ái tại giáo xứ là khởi điểm đầu, là nền tảng cho mọi sinh hoạt giáo xứ cũng như cho Caritas tổng giáo phận. Anh chị em hãy nhiệt tình thực hiện các nhiệm vụ ấy. Tôi chúc lành cho anh chị em. Sau đây, cha chánh xứ sẽ trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên tân ban đại diện và trao áo cho các thành viên mới trong ban Caritas của giáo xứ như một dấu chỉ công nhận anh chị em chính thức trở thành thành viên Caritas của giáo xứ. Giờ đây xin anh chị em quay xuống chào cộng đoàn.
Và chúng con kính xin quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tân ban đại diện và các thành viên mới. Trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh thiêng liêng trong thánh lễ này. Xin cho chúng con trên đường yêu mến như xưa, Chúa đã giữ cho thánh Martino Porres, và xin Chúa tiếp tục công trình tai tàu Chúa đã thực hiện trong chúng con cho đến ngày Đức Kitô ngự đến, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.